AI。 아? Ma, theo dân gian truyền miệng, ma là những người dưới cỏ ông, là những người chết do nhiều cách khác nhau, chết do treo cổ tự tử, chết hay bị sát hại, do kết thúc cuộc sống quá nhanh, trái với xuân luân hồn, nên quan hồn cứ bất vượng những nơi xung quanh khu vực bị giết, mà tìm cách ám ảnh, lôi kéo dụ dỗ người ta tương tự như chúng. Ma được hình thành trong một khi người chết oan hoặc bị giết hay có điều tức tưởi khiến họ muốn tự sát. Sau khi chết, họ sinh ra oan khí tiếp tục. Vì vậy, nhiều người thấy ma thường Yeah.